xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Xuân Mận Gemini. Hôm nay mình ăn gỏi cuốn nha các bạn. Gỏi cuốn đây là có, các bạn nhìn xem, có tôm, có trứng, có rau, có hẹ, và chấm nước mắm ngọt nha các bạn. Ok, quên rồi chứ, ăn bánh gỏi cuốn là phải uống Coca-Cola nha các bạn. Nghe hấp dẫn hả các bạn ha. Mình mời nha. Wow, ngon quá các bạn. Bỏ sơ sơ ra đây nè. Mình chấm cho nó dở. Giờ ở bên mình là chiều, mình đang ăn đây là ăn chiều các bạn, ăn thớ cơm, bữa nay không có nấu cơm. Thì ngon các bạn. Coi cuốn đẹp không? Đẹp quá không? Như ở ngoài người ta bán á. Ông xã mình cuốn á. Ông xã mình khéo tay lắm. Cái gì ông xã mình làm cũng được hết á. Wow. Mời các bạn uống miếng nha. Coca-Cola. Đúng đã luôn các bạn. Có rau, trứng, thịt, bên trong nướng bên trong mè nữa các bạn. Giòn. Các bạn biết không? Hẹ lâu lâu mới gặp nha các bạn, mấy tháng rồi mình mới ăn lại mấy cọng hẹ nha các bạn, chứ không phải là lúc nào cũng có đâu. Bữa nào mình làm xuyên á, khi có chút thời gian mà mua trúng cá hẹ á, mình nấu bánh canh hẹ ăn. Bánh canh hẹ là mình biết là nấu. Lúc ở Việt Nam các bạn, mình không biết làm gì, không biết nấu gì hết á. Nhưng mà từ lúc có chồng ở sang qua đây nè các bạn, không biết nấu, cái mẹ chồng mình á chỉ hết. Cái gì mẹ chồng mình biết là mẹ chồng mình truyền ngờ lại hết. Cho nên á mình cũng nấu được một vài món.
chồng mình hiền lắm mà giỏi nữa. Hôm nào có dịp á, mình sẽ quay có mẹ chồng ở trong đó để cho các bạn xem. Đỡ các bạn nhìn mặt người ta, nó nhìn mặt thì biết người hiền hay người dữ, đúng không các bạn? Tại vì nó đều thể hiện lên trên khuôn mặt hết. Chứ không khéo các bạn nói mình quay clip, mình khen mẹ chồng mình, dù mẹ chồng mình dở hay khó cũng khen dở. Để cho mẹ chồng vui, không phải đâu các bạn. Nếu mà mẹ chồng mình khó nha, là không bao giờ mình nhắc đến nó thật. Tại vì chẳng lẽ mình nhắc đến nó mẹ chồng mình khó lắm nè, cái đó chẳng khác gì con dâu nói xấu mẹ chồng, đúng không các bạn? Nhưng mà đây thật sự mẹ chồng mình rất là hiền, dở gần dở mến, và làm những món ăn rất rất là ngon các bạn. Cho nên các bạn yên tâm, các bạn cố gắng dành tí thời gian vào kênh của mình xem, để cho mình đủ đủ điều kiện á, để YouTube nó ok với mình, đủ một 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 ngàn sub và 4.000 giờ, thì lúc đó mình hứa mình sẽ quay ba chồng mẹ chồng mình cho các bạn xem. Cái đó là mình hứa thật sự, nếu các bạn cố gắng ủng hộ mình nha, mình cũng hy vọng sớm sớm tới ngày đó. Bảo đảm các bạn mà nhìn thấy ba mẹ chồng mình, bảo đảm các bạn nó mình nó không có sai đâu, hiền mà đáng yêu nữa. Ba chồng mình nha, tâm lý nha các bạn, rất tâm lý. Hiểu ý con dâu hết á. Nói chung là mình cũng may mắn. May mắn vì cưới một người chồng tốt và gặp đúng cha mẹ chồng hiền. Đó là cái phước nha các bạn. Cái phước của gia đình mình, của ba mẹ mình để lại cho mình thì mình mới hưởng được. Chứ còn nếu như mà mình không có cái phước hưởng của cha mẹ mà tích tích gọi là tích lũy cho mình thì chắc chắn mình không gặp được đâu các bạn. Các bạn có tin vào nhân quả không? Có đó các bạn. Ở hiền thì gặp lành. À, làm cái gì à? Còn người ta nói là có đức á, không mặc sức mà ăn. Mình gieo quả ngọt thì mình phải gặt được quả ngọt. Mình gieo quả đắng thì mình gặt phải quả đắng thôi các bạn. Cái đó là gọi là luật, luật bù bù trừ các bạn, luật luật mình cũng không biết phải giải thích sao, nhưng mà cái này là có. Tại vì các bạn biết sao mình tin nhiều điều này không, là lý do hồi trước mình cũng không tin, khi mà mình lấy chồng rồi mình mới tin. Khi mình ở với cha với mẹ mình á, cha mẹ mình rất là hiền, và nói chung là kiểu như là ai cần gì thì giúp đó vậy các bạn. Thì chính vì cái chỗ mình không phải mình cỡ nha các bạn, mình không cỡ lỡ gì, hay mình nói ủa mình sao giúp người ta mà mình cỡ. Ở đây các bạn nên nhớ, người ta nói là khi ơn không cầu báo, đó là cái quan niệm của ba mẹ mình. Ba mẹ mẹ mình hay nói với các con đó là các con làm gì thì làm, nhưng mà đừng bao giờ nghĩ là khi ơn, phải nghĩ một câu cho nó rõ ràng và xác định được những gì mình đang làm và mình đang giúp người ta. Là ba mình nói, mẹ mình nói là khi ơn không cầu báo, tức là khi mình làm ơn mình không nên hy vọng người ta sẽ báo đáp cho mình, thì tự động cái kiếp sau sẽ có người báo đáp cho con mình, hoặc là người ta sẽ trả trước mắt giúp cho mình luôn. Người này không giúp thì người kia giúp, mình giúp người kia thì
người khác sẽ giúp mình. Cho nên ba mẹ mình nó hiền, gieo những cái quả hiền, những cái quả ngọt thì các con phải gặp những cái quả ngọt. Mẹ mình cũng hiền lắm. Mai mốt mình tới về Việt Nam mình quay cho các bạn xem. Mẹ mình hiền mà chăm chắc đó các bạn. Tại vì ở quê Lam Lũ đó, các bạn biết không? Tuy là mẹ mình không có làm nông, lúc còn trẻ thì làm nhà nước, bây giờ già rồi thì về hưu ăn tiền lương hưu trí đó các bạn. Nhưng mà cuộc sống của mẹ mình kiểu như lo cho các con quá, cho nên mẹ mình kiểu như cằn cõi đi, khô khan. Món cuối cùng các bạn, cuối cùng bữa nay mình ăn nhiều á, bình thường mình ăn khoảng 3 cuốn, bữa nay ăn tới hình như 6 cuốn hay như 7 cuốn gì các bạn, hôm nay ăn nhiều quá. Chắc có lẽ mình quay video á, mình nó vừa ăn vừa nói chuyện mà, cho nên ăn nhiều. Trời nay sẽ bắt đầu sáng dần rồi các bạn. Mùa hè bên này á, sáng lâu lắm. Sáng lâu mà tối tối thì trễ. 9, 10, 10 giờ, 11 giờ trời mới tối. 9, 10 giờ đêm đó các bạn. Còn sáng á, mới có 3 giờ là đã sáng trưng rồi. Thấy ngược rồi các bạn.